Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tựa game ARK nhé các bạn ơi. Thì trong tập này mình sẽ đi bắt mấy cái con hú Celestial và Demonic. Đấy, thì tập trước bạn nào xem á, thì cũng đã thấy là mình đã tem được mấy cái con thuộc hệ Omega rồi á. Thì chúng ta đã có được cái nguồn trứng rồi. Tuy nhiên á, mình đang bị thiếu đó là cái gì ta, trứng của cái con boss basic. Hiện tại thì cái con khỉ kia thì nó hình như nó chưa có tạo ra các bạn à, cho nên là mình phải đợi thôi. Mà đợi mình có mấy cái đó đó thì mới bắt được mấy cái con như kiểu mấy con boss spirit, mấy con nhện này các bạn. Tạm thời thì mình chỉ bắt được mấy con như là Celestial và Demonic thôi nha. Rồi đi đi các bạn ơi, hồi nãy giờ khu nhà mình bị cái bọn Spino này nó vây quanh nè, nó phá mấy cái cổng rồi, cho nên là mình phải quánh rồi nó để mà xây lại. Mệt thực sự à. Đây, cái con hai con cá sấu này nè các bạn, là nó tạo ra trứng Omega hơi bị xịn luôn á, nó giống như cái là mấy cái con chi ke kia của mình kìa. Đâu ta, cái nào mà bọn này làm ra trứng nhờ, như là ở trong đây. Đây, nó làm được 63 quả trứng Omega rồi nè. Nhưng mà chưa, hình như là chưa được cái quả boss nào thì phải. Có luôn nè. Ui, cái con khỉ Mega Pyrrhicus này, ui rồi nó làm luôn được cái trứng boss S luôn nè, nhanh vậy. Được được được, hồi nãy mình mới vừa bỏ vô có một xíu thôi mà áp cao tí là nó lên được. Hồi này rõ ràng là không có mấy này nha. Đù. Ai ngờ một con là nó cũng làm ra nhanh nè. Ui giời ơi, vậy là quá ngon rồi bạn ơi. Giờ là mình có nguyên liệu để mình làm mấy cái bộ xịn rồi. Để mình làm dài dài chục cái nhá. Mình bắt Silet đi. Ây da. Ồ, mình đang bị thiếu cái gì các bạn biết không? Mấy cái lông chim. Mấy cái lông chim này thì chúng ta phải đi tìm cái con Lyrefin và Darkrefin để mà mình quánh nó. Nó sẽ cho chúng ta được bốn cái loại lông này. À, bây giờ mình mới có ba mươi mấy cái lông này nè, không có chế được nhiều đâu. Ok. Giờ làm đỡ 5 cái trước đi ha. Đó, mình có 5 cái Gibble Celestial nè. Các bạn có muốn mình bắt thử một cái con Lyrefin hoặc là Darkrefin thử không? Cái Gibble Elemental Event này như là mình chưa có. Mình bắt cái con Lyrefin hoặc là Darkrefin đó, hoặc là Featherlight, mang nó về rồi chúng ta tạo clone. Rồi mình dùng nó để mà mình lấy mấy cái lông chim là hợp lý luôn. Được. Đó, kế hoạch là như vậy. À, cái này mình cũng lấy tầm 10 cá để thủ để đi bắt mấy con Duck and Line đó. À, cái con Duck Griffin hình như ngon hơn đúng không? Duck Griffin có không ta? À, có nè. 85 70 đi. Giờ mình đi bắt cái con này nha. 85 70 đúng không? Thì em ơi. 85 70 à. Ui, vậy là con này ở bên gì ta? Chỗ rừng đỏ. À, không biết mình có cầm theo mấy cái Gibble Celestial chưa ta? Đảo đầu lâu Skull Island. Trên đây thì thôi, cái con đồ y mà ở trên đây giống như ở thiên đường các bạn. Nó gõ thì đóng metal xài mệt nghỉ luôn. Đây đúng không? 80 mấy 70 á thì phải.
qua 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 đây hơi bị giật xíu. À, cái chỗ này là cái chỗ có một cái con người cây nè, nhưng mà mình không có bắt. Ủa, từ nha, không kia hệ gì vậy? Electric rồi. Ủa, cái gì đấy? Đang bắn mình vậy? Đấy. À, đủ. Cắn tao không mày, cắn tao không mày. Mình muốn tìm cái con Riffin nè. Griffin 85-70, 85-70 là đúng chỗ này rồi đó. Nhưng mà ở đâu thì chưa thấy nha. Con này nó bay đâu, núp đâu ấy nhờ. Ui chà. Ui mấy thằng NPC nó nói kìa. Evo y gì đó, Evolving Time là thời gian để tiến hóa đó các bạn. Uầy, này định kêu mình bắt mấy con đó xong rồi tí nữa tiến hóa lên đúng không? Không thấy con Riffin ta. Nó bay trên cao nhờ. Pin ơi, mẹ đâu vậy? Lạc trong cái thế giới này thì thôi kiếm sập mặt. Ui, cái kia cái con gì vậy? Rồi, cái gì mà mình mới thấy nó bắn trưởng vậy ta? Ủa? Ôi. Ôi. Con này con gì nhìn lạ vậy? Đù, cái này nó giống như chủng tộc robot vậy các bạn. Ui. Ai da. Đù. Ghê. Mày nhưng mà mày chết bà mày rồi con. Bị cái con kia nó tán vỡ mồm mày. Ripper King. Trời ơi. Tìm cái con rip phi này là chết luôn các bạn ơi, không thấy nó. Ta sẽ đi tìm con khác vậy. Kiếm con la rip phi coi được không? Đây rip phi ừ có luôn nè. 40 44 46. Tầm này mệt quá rồi, quay clip mà hai con mắt mình nó díu vãi chưởng luôn, buồn ngủ thấy bà. Nhưng mà ráng các bạn ơi, ráng quay để ngày mai còn có clip cho các bạn coi nữa. 44 46 à. Ok là ngoài ở đây có một cái tree bear nó xây nhà kìa, dữ he. Nói gì ta? Là Riffin đây 44 46 hoặc là 43 31 44 46 và là trên đây cơ. Đâu? Live phim đâu nhỉ? Ở đây
Đây là cái gì mà nó quánh nhau y xèo đây vậy? À đù, con heo kia nó tấn công mình luôn chứ. Gì vậy mày? Ơi, ở kia có quả trứng không? À, trứng của cái con rồng này nè, con voi quim. Ủa sao mà không thấy cái con Dog and Line nào ta? Ngu người thì chứ. Bởi vậy mấy cái GPS này nó lừa vãi nồi các bạn nhờ. Năm ba hai tám mà về thử qua bên đây đi, kiểu gì mình cũng phải ráng bắt cho được một con thôi. Sao mình về mình tạo clone đi. Where are you Griffin đâu? Mấy bữa thì mình thấy mấy con Duck and Line này quá trời đúng không? Bữa nay không thấy con nào luôn trời. Này nó trốn đi đâu á nhờ? Cây thực. Con Petzo robot này nhìn xịn vậy á. Không mấy mình giết cái con này nó có summon ra cái con boss gì chúng ta giống như con robot Rex vậy các bạn. Thường thường khi mà mình giết cái mấy con robot nó sẽ summon ra một con quái. Cái con robot Rex thì nó sẽ summon ra cho các bạn con gì nhờ, con Biodegigan. Thì mình thử mình giết con này coi nó có summon ra con gì không. Thấy gì cả. À, hay là giết cái con này xong nó xâm ra cái con này ta loot stalker nè. Bên đây cũng có một con y chang. Trời, ai nó đi bắt mấy con quỷ này là dễ đâu, kiếm khó như chó vậy. Elemental Ice Arendavid, cái con nó thì nó sẽ cho được cái lông băng à. Mình đang cần con Griffin cơ. Này tới đúng tọa độ đó mà nó không thấy nhờ. Ê chà. Alpha Poison. Tay không có luôn các bạn ơi, không thấy nó. Thử tọa độ khác coi. 5328 là ở đây đúng không mà ta mà có thấy hay là từ. Mà ở đây là cái núi băng mà chứ không phải là cái trong kia đâu. Khó vậy ta. Người hay là bọn này nó lại chui vô trong cái hầm băng trong đây nhờ. Maybe kia đại ca mày tấn công tao à. Không tìm thấy. Ôi dồi ôi, không được rồi các bạn ơi, để chết mình rồi. Big Panda 44 31. Tọa độ này mà không có nữa thôi là dẹp mấy con Larifin luôn nha. À,
Ai 4431 không biết có tương lai hay không đây nữa. Là lừa nó đây. Trên hòn đảo này nè. Không biết phải hay không đây chứ. Thì có một cái con giúp bình thường các bạn ạ. À. Bình thường đúng không? Phải con mình cầm. Trên đây ta. Tôi chui vô cái hố này thử coi. Ôi rồi, vô đây tặng bộ cạp gắn gít không vậy? Ai gì đù, đây hang. Hang. Ai da. Ê, từ nha. Bình thường. Alpha Dodo. Trời, trong đây thú nhiều vậy. Ui mẹ ơi, bảo sao nó lắc à. Vô đây thú quá trời thú luôn à. Ra một nội. Lại lên chơi mình kìa. Rồng rim. Ngộ ta, nãy giờ mình không thấy con trắc hoặc là lai nào luôn á trời. Mấy bữa thì tìm dễ quá trời dễ luôn, bữa nay không tìm thấy con nào bạn ơi. Mấy con ba chi nó làm gì nó nhiều vậy? Ui, chắc là hồi nữa mình sẽ xóa thú đi các bạn ơi. Thú giờ nó sẽ bon ra nhiều quá. Máy mình nó bị lắc á, sắp chịu hết nổi rồi. Trời má, bên đây nó cũng một rừng thú luôn chứ ít gì đâu. Nè, thường thường chỗ này là sẽ có mấy cái con Fetterly đắt hoặc là lai nè. Này không biết có hay không đây. Xin một con thôi. Xin một con để tôi bắt cho tôi làm clone coi. Con này con thường. Con này thuộc hệ lạ hay ta, Rim Alpha Bola. Ây da. Khó rồi các bạn ơi, khó rồi. Gì vậy? Công. Griffin thì không thấy nè. Ui có trao Griffin luôn kìa. Ờ nhưng mà trao này hình như là mình cần cái trao O đúng không ta? Trao O mình biết mình chế được hay không nữa. Trời ơi. 96 48. À, chỗ này mà không có nữa là bó tay luôn á. Ồ 96 là vẫn ở bên rừng đỏ giống như cái con kia mà ta. Rồi luôn, thời tiết nó đẹp quá các bạn ơi. Lại sương mù. Sương mù cộng trời mưa nữa, mẹ combo hủy diệt luôn.
khó tí nha các bạn ơi. Phải đi tìm mấy cái bọn này thì mình mới có được cái nguyên liệu lông chim được. Lúc đầu là mình thấy hơi bị chán rồi đó, do đi tìm mấy cái con này không thôi á, tìm sắp mặt rồi. Phải vô game mới là thấy cái là bắt liền được đâu. Phải đi tới những cái nơi đó để mà xác thực nữa. Có hay không là chuyện khác nữa. Đây nè. Đây nó ghi là 96 đúng không? 96 và là tích trong đây luôn à. Ui ôi. Ok kìa. Đâu ra cái con Titan Forest này vậy? Á đù. Chà, úi chà chà. Đù, đâu ra spawn được con Forest ở đây ngon vậy? Mà cái vấn đề bây giờ mình méo tìm được con Griffin Duck and Line rồi, ngu người các bạn ơi. Rồi sao tìm được mấy cái con sao có đồ để mà tí chế cái bồ nhiều ta. Mấy giờ mình đi tìm tìm mấy con Phi Thờ Lai đi ha. Phi Thờ Lai đắt nè, đắt hoặc là lai cũng được. Thôi qua một con lai đi. 46-21. Ui mẹ, cái con sói khổng lồ kìa. Tầm này mà không tìm được nữa rồi thôi bó tay luôn á. Là mình chuyển sang mình đi bắt mấy con Celestial luôn á. Dẹp mấy cái con kia luôn ấy. Mình làm được tầm 5 hay 10 cái bồ Celestial rồi. Còn đến là 40 mấy nhờ. 46 hả? Mấy 21 á. Như là phía bên đây nè, cái mạng đây là sẽ có một cái con Phi Thờ Lai cho chúng ta quánh nó, hoặc là tem. Nhưng mà đây đúng không, cái con Ice Myroraptor này hình như là chỉ được cái lông chim băng thôi à. Mình đang cần cái lông chim 4 loại cơ. Nè, 47-21. 47-21. Mấy cái nơi khỉ ho cò gáy này bắt đi tìm chết luôn. Bốn bảy hai mốt trên đây là đúng rồi đó, mà sao không tìm thấy nhờ.
không thấy thiệt luôn ạ. Hay là quýnh đại cái con nước phim băng luôn ta. Nó có này nó được một cái lông chim hệ băng à. Tao tích này là độc nè. Ủa. Ê à. Kéo gì à? Trời. Cái cano mình nó băng luôn các bạn ơi. Cao tích Peter Lai. Rồi. Con cao tích là độc đúng không? Khi nào mà được cái con xịn đây rồi mình mới dùng cái con kia tán. Cái con này được có khoảng 100 mấy cái lông à, không có nhiều. Trời ơi. Má ai đấy phin à, má cứ tưởng con rồng mà. Cứ tưởng con đấy phin sáng chứ mà là mừng húm à. Trời ơi, con đấy phin của bác. Cái khoái gì mà nhiều mấy con rìm dữ ha. Nó đứa phim này nó có cho mình được cái kiếm bộ đó hay làm cái gì ta, là long lắm ta. Ui dồi ôi, không được rồi, lại cao tích, lại cao tích nữa. Mấy cái con cao tích bây giờ mình không có cần tem nó để lấy trứng rồi, tại vì mấy cái trứng nó nhiều quá rồi đó. Alpha Bola. Ui. Ủa, con gấu này là hệ mới hả ta? Cái hệ hồi nãy là Alpha Bola là. Wow. Ok. Ui, cái Alpha Bola này được quá ta. Ui, mình lấy mấy mình tem thử con này đi ha. Ui, nhìn xịn sò phết đấy. Hệ này màu tím này không ạ? Ừ. Ui, ở kia có một con gấu độc đúng không? Tô xích đai bia. Bây giờ cho nó ăn thịt đùi hoặc là thịt cừu. Ừ, có thịt đùi không? Ừ, có thịt đùi nè. Mình đang không có cái exceptional gift boy. Tạm thời mình cho tem bằng cái cách này đi ha. Ngon hay không đây? Chắc là lâu nghe cái tiếng nó gầm lên hết hồn mày. À, con Rim Poison Indominus Rex à. Ôi, cái con này lên tôi bồ lâu lắm các bạn ơi. Thức ăn nó tuột hơi bị lâu. Con này tem bắt siêu nữa chứ. Con này nó mà tem kiểu bắn xỉu là ngon rồi. Ôi trời ơi, nó bắt tem kia mà cái thanh phút nó giảm lâu lắm. Rồi luôn. Bỏ ba luôn bạn ơi. Để quay lại vấn đề. Đi tìm mấy con kia vậy.
cái chết đúng không? Snow O. Cái Comatico gì nhìn bay bay trên trời vậy ta. À, con này là cho được trứng basic, trứng boss thường. Ây da, có con nhện Elite kìa. Ôi ôi, nên làm cái quái gì mà nhiều đông vậy? Mình kiếm con Celestial coi. Ôi, Celestial thì hiện tại nó có 4 loại thôi nè bạn. Gấu, Argentavis, Wyvern hoặc là Thylacoleo. Các bạn muốn bắt cái con nào trước đây ta? Bắt con Argentavis trước đi ha. 16, 37. Đi. Nãy giờ để các bạn chờ lâu rồi, để bắt thôi. 16, 37. Sẽ phải về ở ngoài rìa đây luôn à. À đây. Uầy, level 340 luôn nữa bạn. Ngon. Ủa mà con này nó cần 7 cái kiếp bồ lận. Cái gì mà sao muôn thú nó tấn công mình vậy ta? Cái gì mày mà con dòng hồ ở ngoài nha, hai bên như nó tấn công mình luôn vậy trời. Cái bọn này bị sao đây? Trời. Mình với bây giờ mình mới có được mấy kiếp bồ ta. Rồi đấy, mình cầm theo có 5 cá thôi là thiếu 2 cái nữa lận. Về nhà cái đi. À được rồi. Ồ, con quỷ đô đô kia. Ấy. Nhóc mày. Mày mày đã giết cái con chim của tao đúng không? Tiêu diệt con này không rồi. Tụi mày hết hồn tỉnh, tưởng tỉnh chứ. Ui dồi ôi, cái gì nữa vậy đại ha? Thêm một ông thần nào nữa đây. Thế giới này nguy hiểm quá các bạn ơi. Quái tèo vậy chứ. Đâu đâu cũng gặp quái. Thiếu kiếp bồ trầm trọng luôn. À Siba rồi nữa. Lại dính vô mấy cái quỷ này nữa. Cái bồ này nó dính vô trong người mình khó chịu quá ta. Làm sao mình tắt được cái này đi trời. Hồi nãy do mình đánh mấy con thú cho nên là nó unlock mấy cái công thức mà chế cái bồ trên người luôn nè. Trời ơi. Xếp cái đồ cái bồ luôn chứ không phải liền. Chơi mình bút luôn. Bây giờ thiếu mấy cái Fear Light này chết luôn á. Được 8 cục kia rồi. Bắt được một cái con Celestial là cái chắc rồi đó. Vấn đề còn lại vẫn là phải đi farm thêm mấy cái lông chim các bạn ơi. Có đủ đồ để mà chế cái bồ bắt mấy con khác đâu. Rồi mình sẽ bắt cái con Aretavis 300 mấy này trước rồi đó. Có thêm cái con Grim này nữa cũng ngon nè, bắt luôn. Có thứ mới là bắt thôi. Oh, yeah.
Rồi xong. Một bé Arentavid. Tạm thời cho nó về công viên đi. Mình phải đi tìm thêm cái nguồn nguyên liệu mấy cái con chim để mà đã lấy thêm nguyên liệu chế kiếp bộ các bạn ơi. Ôi mấy cái con, ôi con này đẹp vậy. Ôi con alpha mà nhìn đẹp các bạn ơi. Trắng đỏ đen kìa. Ai Fertilize nữa. Mình đang cần một con top headline. Mấy con này chỉ có 100 mấy cái lông chim thôi, không có đã. Đồ vô đen kìa. Mấy bữa thì mấy cái con kia một đống mà mình không để ý vậy, bây giờ phải tìm sắp mặt luôn. Đúng đời mà. Đã chuẩn bị mấy cái kia từ lâu lắm rồi đó. Đến bây giờ vẫn thiếu à. Mấy cái con tê giác này nó bị làm sao á ta? Có chọc luôn. Chọc thương cái này đâu mà nó tấn công mình hoài luôn á. 7, 18. Ôi. Và là mấy cái chỗ này tàn ở bên rừng đỏ là mấy con đó nhiều các bạn ơi. 7, 8, 70 à. Tầm này à. Cái thời gian nãy giờ mình bay qua bay lại ở mấy cái hòn đảo ra chắc cũng phải mấy vòng rồi đó. Mà chưa tìm thấy được con nào luôn. Xui như chọn rồi. Ai... Cố lên, phải bắt được. Ô, hồi nãy mình qua bên đây rồi, mình không để ý ta. Hay là mấy con này nó bé quá nhờ. Bảy mươi tám, 70. Gì vậy? Rồi, có turret bắn mình nữa chứ. Phải tèo. Electric luôn. Đây đại hiệp. Rồi. Con gì vậy? What the heck? Con này chắc phải đi thuộc dạng Demonic các bạn. Ui, Demonic xài hòn luôn. Wow. Được nha. 78-70 là nằm quanh khu này thôi nè. Mình không thấy nó ta. Mấy con này bé bé thôi nhưng mà có vỏ dữ à. Ui da. Gì mà Rim Robot Mech vậy? À, Robot Enforcer.
870 đúng điểm rồi. Nhưng mà không thấy nó đâu. Rồi giờ làm sao bây giờ ta? Đây rồi. Nó đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, nãy giờ không tìm lòi con mắt luôn á mới thấy được con quỷ này à. Ấy. Nào. Bọn mày nhắm sang con đắc cái phim của tao ra. Mày không. Không phải đắc cái phim Peter Lai. Nãy giờ tao kìm thấy mẹ luôn mới được một con đó. Tụi bay mày giết cái con này là tụi bay không để yên đâu. Mà, ấy là không. Con này màu đen tuyền nhìn đẹp nhờ. Rồi. Ôi dè baby. Ngon một lần rồi các bạn ơi. Có được con này rồi. À quá đã luôn. Thu nó vô đi má. Cái con này mà chết cái là ngu người. Rồi ok ok. Có rồi có nguyên liệu để về lấy lông rồi bạn ơi. Gà là được rồi. Không cần nhiều, một con thôi. Mình có cái lọ mà tạo clone đây luôn mà đúng không? Thiếu cái lọ lớn. Đúng gì đây ta? Dinosaur S. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. U là le. Để mình làm trên đây luôn đi. Fertilize. Oh yeah. Con này nhìn đẹp hết nhờ. Gì ta? Một cái lọ tạo clone Jet Station. Ôi, nó đẻ ra. Nó đẻ ra con bé xíu xíu nè, dễ thương phết nhờ. Rồi. Một phát lớn luôn. Bùm. Xui xa cho con này nó uống. Mình sẽ dùng cái con này để mình tán, mình lấy cái lông. Mấy 5000 cái lông đó. Đó xài vậy nó mới đã chứ. À, tuyệt vời, tuyệt vời. Ủa là la. À, có cái con này nó khỏe các bạn nhờ. Bây giờ có lông là tha hồ làm cái bồ ơi. Kia thờ. Đó dục hết chỗ đây. Ui xè.
Bây giờ ngồi cho nó làm kiếp bò để là thoải mái luôn. 30 cái xi lét nè, 30 cái demonic nè. Ủa, rồi trong thời gian đợi nó làm như vậy mình sẽ xuống dưới mình test cái con gì ta, Arentavit Celestial nãy nha. Arentavit, Arentavit, Arentavit. Từ từ mình sẽ tạm bỏ mấy cái này đi, mình làm cái yên cái đã. Celestial 2. Đù. Celestial 2 à. Thế thì mình phải làm thêm một cái clone cái con Celestial để mà mình làm cái yên các bạn ơi. Công việc thật là bận biểu. Hỏi ra chim bé tí. Đây, đây, đây. Ôi, các bạn có cái đứng nó đi kìa. Úi giời ơi, mẹ power up được luôn hả, kinh nhờ, lớn nhanh phết đấy, đâu đùa đâu. Này, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Bao nhiêu máu vậy ta? À, có 2 máy thôi, được được. Máu ít thì mình unclaim đi. Đó, 70 mấy nghìn da luôn. Quá phê, quá phê. Có da Celestial luôn. Bây giờ mình cần cái nguyên liệu nào, mình chỉ cần làm clone hệ đó ra là mình có nguyên liệu xài thôi các bạn. Làm thêm một mớ kiếp bồ nữa để chừng nữa đi bắt thêm. Từ từ rồi mình sẽ đi bắt mấy con demonic sau. Thế bây giờ hình như là mình chưa tiến hóa được mấy con kia lên cái hệ Celestial là tiến hóa lên được gì ta? Để mình nhớ coi. Demonic là nó thành Fallen. Còn Celestial thì nó lên cái hệ gì ta, quên cái tên rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình phải đánh cái con boss là Creator hay sao á mới có được. Đây nè, giết cái con Bitcoin này nè, nó sẽ cho các bạn được một cái đồ để tiến hóa lên cái hệ hệ gì đâu, hệ gì đó mình không nhớ nữa. Mà giờ mình xuống mình test cái con Arena tao biết cái đó. Nãy giờ để các bạn chờ lâu rồi, cái gì sao quằn làm mấy cái y nguyên liệu này mệt ghê thiệt. Ý, còn thì có 300 mấy thôi đó, chắc cũng chưa mạnh đâu, hơi hơi mạnh thôi bạn. Thôi nữa mình sẽ kiếm con level 600 mấy á, nó mới đã. Power up. Rồi, ok. Còn này bay nhanh chưa ta? Chưa, vẫn thấy chưa nhanh lắm mà. Cảm ơn sẽ biết đi. Rồi, mắc level. Vậy thôi.
Thử đá nhẹ cái coi. Mẹp. Một một triệu 1.9 đam các bạn à. 1.9 đam á. Mình sẽ thài chưa búp sức mạnh trước nha. Chủ phải coi. Phải là gấp. Nút C coi. Vậy. Dạ. Cái đồ ra là bắn ác vậy. Âu 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 âu. Nút nào để phóng mấy cái gai ta, nút ít đúng không? Wow. 517.000 đam. Chu cha mà ơi, được em ơi. Ê à. Control là cái chiêu nổ nè, gần 500.000 đam luôn. Quy coi, không có gì. Gì đây? Alpha Dodo, Alpha Dodo. Cái chiêu búp sức mạnh lên là cái gì ta? Control C đúng không ta? À, là đây. Control C. Uầy. 1.9 búp lên được 2.9 luôn nè. Được quá vậy. Ngon ngon ngon. Ống ra lại coi. Ui lên được 776.000 đam luôn kìa. Cái chiêu phóng long này á, khi mà chúng ta tiếp cận gần đối phương á là nó ăn trọn đam luôn á, mạnh lắm. Chết rồi, mấy cái con này mình nâng cái stamina nó ít quá à. Chết rồi. Hao stamina như đời tới. Ấy. Dạ Rim Dodo à. Elite Dodo. Trời ơi, cái con Elite mà mình cứ tưởng là con Rim Zombie à. Vãi chưởng màu xanh dương kìa. Lừa vãi. Bắn hả mày, mày bắn tao hả mày. Mấy mày hao. Ui, con gì vậy? Purifalet Chike. Trời ơi, cái phần đầu màu hồng mà cái phần sau màu xanh dương kìa. Thấy gốm. Fireball. À, Demonic nè các bạn. Tầm này hồi nữa là mình sẽ đi bắt mấy cái con này được. Ui da, ui da, ui da, ui da. Ngu mà đụng vô trong mấy cái con Demonic là nó bắn cho mày to đầu. Tầm sau các bạn muốn mình bắt cái con nào các bạn? Thú Demonic hay là thú Celestial? Con nào? Hôm bữa là mình thấy các bạn kêu mình là sao ta? Kêu mình đi bắt cái con Cabro siêu chết mà thuộc hệ Deonix á. Các bạn kêu cái con đó là mạnh nhất mod hả? Mình thì mình chưa biết so sánh sức mạnh của mấy con đó như thế nào nữa. Nhưng mà mình thấy là cái con Tony the Dragon á, nó có vẻ là nó mạnh hơn cái con Cabro siêu chết đó rồi. Ủa, cái này tấn công vô trong cái nhà không được ta. Có nhà bọn NPC nữa các bạn. Hay là mình phá nhà bọn này chơi không? Ây da, kéo gì vậy? Ngu hả mày? Ủa? Mình làm cái gì mà nó sập hết trơn rồi? Ôi, mày có cái gì trong đây không vậy? Bay một
bọn này cũng ghê phết nhờ. Nhưng mà không thấy người nha, cái bọn này nó đi đâu hết trơn rồi á. Xây nhà, bọn này xây nhà xong bọn này đi ngao du hay là đi nơi khác để lập nghiệp à. Không thấy đứa nào ở đây luôn. Bằng 600 mấy nghìn đam luôn. Cái con Aretavis này hình như là khi mà mình bóp sức mạnh lên là mình có thể đi được xuống dưới biển luôn các bạn. Hiện tại là mình đang không có bóp sức mạnh đúng không? Các bạn coi mình xuống nước là nó thả mình ra nè. Đó, nó mất dạy vậy đó. Còn mình gồng sức mạnh lên nhưng mà đi được dưới nước luôn á. À. Rồi mình chui xuống nước cho các bạn coi nè. Ủa nó vẫn thả, má lừa phải lừa. ngu. Mình nhớ con này đi xuống nước được mà ta. Hồi trước chơi PvP á các bạn, mấy con này là nó đi cho được dưới. Mình búp đam để cho được dưới nước mà. Mẹ giờ lại không cho đi nữa rồi. Bà cha đó. Là mình quê một cục luôn à. Rồi. Má cái con Lightning Tiger nhìn ngầu ấy. Nhưng mà mày chết rồi là con. À, nó cho được cái Intact Griffin nè. Cũng được. Thôi. Đi về thôi. Tập sau là mình đi bắt mấy con thú xịn hơn nữa nha. Tập sau là khỏe rồi đó. Tập này là mình phải đi tìm đi farm mấy cái nguyên liệu kia nhiều. Nói chung là nó hơi bị cực á. Nhưng mà tập sau là khỏe rồi. Chúng ta có được cái nguồn nguyên liệu làm kiếp bồ rồi các bạn ơi. Bây giờ cũng chỉ là đi bắt mấy con đêm nữa thôi. Còn những cái con boss đó thì từ từ mình tìm ra rồi mình bắt sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Bạn nào thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ cũng như lại một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ta sẽ còn gặp lại nhau ở những cái tập ARK tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ mình đó. Bye các bạn nha. Bye bye.